Trường hợp mèo mẹ đông con á, để cho mèo con ống tiêm xuống ngoài thì các bạn có thể dùng một dụng cụ được cực kỳ đơn giản, đó chính là ống tiêm bơm xi lanh, là 1cc hoặc 3cc. Các bạn có thể mua vào tiệm thuốc tây về, mình bỏ đi cái đầu kim tiêm ra là có thể dùng được rồi đó. Mèo sơ sinh á, thì các bạn có thể dùng loại 1cc thôi nha, để cái lực bơm nó nhẹ thôi. Còn như mấy bé của mình thì 25 ngày tuổi rồi, tụi nó bú mạnh lắm, cho nên là mình có thể dùng ống 3cc luôn, một lần bú cho mỗi bé thì là hai ống như vậy, rồi để cho mấy bé có uống sữa mẹ thêm. Chứ mà nếu mà bú sữa ngoài không, tụi nó no, không bú sữa mẹ nhiều được đó, bữa nào bú cũng nhanh lắm, chưa tới 10 giây một bé luôn á, bú say mê luôn. À, bên sữa bên mình dùng á, để uống bú dặm á, là sữa KMR nha, các bạn có thể đặt trên Lazada hay Shopee là đều có hết. Mỗi lần bú xong thì mình lau miệng cho tụi nó. Mấy đứa mà nó bú quen rồi á, bơm rất là dễ luôn, bơm là nó nút như là nút sữa mẹ vậy đó, rất là nhanh đó, mọi bạn thấy không, say mê luôn. Mình chỉ cho bú sữa ngoài trong trường hợp mèo mẹ đông con, mình muốn hỗ trợ thêm cho mèo mẹ và tụi nó có đủ sữa để bú thì mình mới cho bú sữa ngoài thôi, còn nếu mà trường hợp mèo mẹ ít con thì không cần nữa các bạn.